Con chào mẹ. Ờ, về rồi à? Để mẹ đặt nóng đồ ăn cho. Thôi con ăn rồi. Mẹ ơi, cái hồi ngày xưa mà mẹ bầu con ấy, mẹ có bị mệt nhiều không? Có chứ, mẹ bị nghén, chẳng ăn được gì. Cứ ngửi thấy mùi thức ăn ấy là lại nôn, gầy mất mấy cân ấy. Cứ bầu là bị như thế ạ? Con bé kia nghén à? Cũng chưa đến mức nôn nhưng mà đợt này chả chịu ăn gì. Động viên cho nó cố mà ăn. Nó thèm ăn gì thì con mua cho nó. Mẹ phải ăn đủ chất thì em bé mới khỏe được. Nhưng tại con cũng sợ bây giờ mà cứ mua đồ ăn ngoài không đảm bảo vệ sinh. Mẹ nấu hộ con nhá. Được thôi. Nhưng mà mẹ nấu là vì sức khỏe của cháu mẹ đấy. Chứ mẹ không ưng đâu. Dạ. Cảm ơn mẹ. Được chưa? Làm gì đây? Bố ơi, bố ra đi. Bố ơi, bố ra đi. À, bố giơ hai tay lên làm gì? Đố bố biết. Con với ai đây? Ai đây? Con với bạn My, lớp con đấy bố ạ. Bạn ấy sắp vào miền Nam rồi, chán ơi là chán. Bạn My đây á? Vâng. Ha. Tại con cho bạn ấy đội cái vương miện nên bố không nhận ra. Con vẽ tặng bạn ấy làm kỷ niệm. Bạn ấy sắp sang miền Nam rồi, chán ơi là chán. Không phải là sang miền Nam mà là vào miền Nam, con biết chưa? Rồi vâng ạ. Rồi con sẽ có bạn mới mà, lo gì. Không, con không thích đâu, con chỉ thích chơi cùng bạn My thôi. À bố ơi, miền Nam có gì vui ạ? À? Ngày trước mẹ cũng bảo sẽ cho con sang miền Nam, nhưng mà mẹ lại sang Nhật mất rồi. Bố ơi, khi nào bố cho con sang miền Nam chơi cùng bạn My nhá? Ok, thế nhưng mà phải ngoan, không được lười ăn thì mới cho đi, biết chưa? Rồi ạ. Ăn mấy bát? Ăn 2 bát. Nhớ nhá. Vâng. Thế không vẽ bố tặng bố bước nào à? Con vẽ rồi. Đâu? Cái gì? Đây á? Đúng rồi. Đúng là phải cho con đi học vẽ thật. Nhưng mà từ nãy bảo bố giơ hai tay nên là lừa bố đúng không?